Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu shotgun sóc lọ mới. Và cây này thì mình mèo biết cái tên. Vào chị Google dịch thì chị ấy dịch cho mình không hiểu cái gì hết luôn. Chị ấy rất là vi diệu. Cứ kiểu như là khi mà các bạn dịch như thế này, tiếng Việt là nàng tiên cá có 5 cộng lông. Thì bây giờ chúng ta dịch sang tiếng Thái, người Thái sẽ hiểu là cá tiên bị cạo xịnh lông. Đấy thì nó sẽ đại loại là như thế. Cây này thì sẽ mở ra để kỷ niệm 60 năm phá đảo thế giới ảo. Nên có hình 68. Sang năm thì 69 năm thì chắc chắn là kỷ niệm 69 năm phá đảo. Ủa, gì đấy? Tại sao lại AFK còn mình tôi sống thế này? Cái khẩu này thì mình đã hỏi thử rồi. Ở trên PC thì không có cái khẩu này nên mình cũng không biết tên là gì. Nên mình sẽ gọi cây này là Shotgun phá đảo. Á à, đủ, mình sẽ cầm đua IAS cùng với lục đầu bò. Đều là dạng gôn để cho nó hợp với cái set của cây súng. Rồi, bay qua đây làm cái gì? Mình biết là mình đẹp dai rồi, nhưng bạn cũng không cần là đối xử với mình như thế. Úi giời, mình té ngay. Thấy cái tật thì không thể bỏ được. Thấy người ta là cứ háo háo rồi thèm thịt. Thấy, thấy cứ con mắt là nó cứ phải gọi là hình viên đạn. Chăm chăm mình nhìn mình không biết lên té về cái phương nào. Bây giờ cái hình viên đạn nó nhìn xuyên tường thì em biết phải làm sao. Em phải té rồi. Ủa, lỡ chân. Hỏi đông quá. Bao nhiêu cô, bao nhiêu bác đứng ở dưới hóng lên. Em không biết chạy đường nào. Ủa, thôi tha cho mình. Mình biết là mình không đẹp trai bằng người ta, nhưng các bạn cũng không cần là kỳ thị mình đến thế. Cứ đuổi theo giết cho bằng được. Ôi. Thôi. Các bạn ơi, cho mình con đường sống nào. Còn 15 giây nữa thôi. Sao lại rớt này? Té. Rồi. Mày làm tao cáu rồi đấy. Mất bà đấy. Lướt qua một cái thôi. Mày đấy. Phà đấy không phải chết rồi. Vẫn hết giờ. Hay lắm. Rồi. Bây giờ là 1v15 đi phải. Kinh quá. Zumba nó chạy lúc nhúc ở phía dưới. Chỉ cần bật cái tiếng bước chân, bật cái âm thanh to lên một tí thôi, các bạn sẽ cảm nhận được cả một binh đoàn nó đi rầm rầm ở phía dưới. Thật là hư cấu. Té. Cút ra. Cầm gắt linh thì đi chỗ khác mà chơi. Đứng đây mà chơi thì kiểu gì cũng bị Zumba nó sơi thôi. Rồi thôi xong rồi, thùng hàng. Nó lùa như lùa vịt. Ủa, chết hết rồi. Thật là khổ. Tụi nó còn đáp thêm xung quanh là mây trắng mây vàng. Thật là vi diệu. Đấy, đáng nhẽ pha đấy mình đáp thêm mây đen để cho nó ảo lòi. Á à, đù. Cầm cây IAS này nó đẹp thật anh em ạ. Nó là một cái khẩu súng cực kỳ khẩu cận chiến hiếm ấy. Sao rớt này? Trong cái vòng quay không phải nằm trong cái rương thần bí mà hồi trước thì mình đã làm clip review về cái vòng M4 Predator. Đấy, quay M4 quay thú vô hình ấy. Đọc tiếng Anh thì hơi bị ngu nên chắc chắn là anh em sẽ không biết mình đọc về cái khẩu súng nào. Mình còn không hiểu là mình đọc về cái khẩu súng nào luôn mà. Bảo sao anh em hiểu được. Rồi. Chị y tá bắt đầu lườm huyết các kiểu. Đã phát hiện được là những thanh niên đứng ở đây tẩm du thì còn đường nào mà chạy đây. Té qua đây các bạn ơi. Thế luôn là các bạn không chết thì... Đấy, có sai đâu. Khô lời. Bạn ấy nhìn tụi mình té đi với một ánh mắt đầy tiếc nuối. Ủa, gì đấy? Này thì móc bố ơi. Tao sợ mày quá đấy. Ai hí hí. Lại đi xem nào. Trời ơi, nhấp nháy rồi, yếu ghê. Hồi máu rồi kìa. Tao đấy hồi máu rồi mà nó không đầy máu kìa. Ảo lòi. Chắc chắn là thằng này sẽ hỏi, chắc chắn thằng này phải chat lên một câu hoặc đang tự nhủ là máu bố đâu rồi. Đông quá, mình chơi không lại. Mình chơi phòng 16 người mà. Thằng đấy mình thấy là nó sử dụng cái skill hồi máu mà nó không đầy máu mới ghê chứ. Không nhận là dạo này chơi Zumbai này hơi bị ảo lòi. Cáo là xa này, trong khi ping của mình nó rất là xinh lè. Ôi trời. Tao nhảy xa nhá, hôm nay cầm nhân vật Mario Jawa. Dạo này cầm nhân vật Venus chạy nhanh quá ấy, anh em lại
dễ quá thì chơi không vui, nên mình sẽ đổi nhân vật là Mario Jaguar. Chứ arc này thì cũng không còn cái nhân vật nào cái tay đẹp nữa. Mình thì mình thích cái tay nhân vật nào đẹp thôi. Venus thì tay nó là trắng và AoE thì nó cũng thế. Đúng rồi, con này cũng trắng đấy. Nhưng Mario Jaguar sao đen nhở? Thế méo nó lại đen thế này. Á đù, Zumba lấp ló kia. Mình không biết là cái khẩu súng này thuộc về cái loại súng gì. Mệnh thay đạn như AK với lại M4. Chỉ rút ra mà găm vào. Ơ, sao cái đoạn này hay lag thế nhở? Khô lời. Không thể tin được, pha đấy mình qua rồi. Mà cứ đứng đây chờ thôi, thằng kia nó cũng đứng chờ mình. Bình tĩnh, bình tĩnh. Rồi đây, đây, đây rồi. Thiên nhiên Naruto. Ơn rồi. Thánh đây rồi. Lại đây nào. Té thôi. Mình cũng sợ bạn lắm. Bạn mà phân thân chi thuật, bạn ngồi bạn niệm chú thì mình đây cũng quỳ. Úi dồi, yếu máu kìa. Nhưng thôi, sợ lắm cỡ rồi. Thấy cái mặt thằng tơ. Đấy, vừa lách qua một giây thôi là thấy cái mặt thằng tơ rồi. Em phải té ngay thôi. Nó biến qua y tá. Hóng cái hero nào. Hóng cái kết thật đẹp nào. Bây giờ bay nhảy nhiều rồi. Đợi hero mãi không được. Không biết giống bay nó đi cái hướng nào rồi mà nó không thấy hai thằng nhảy lên nhảy xuống cái hướng này. Đây rồi. Quái vật đây rồi. Bạn lại tưởng bạn đẹp gái quá cơ. Mình thì mình thấy cái mặt bạn là mình sợ rồi. Không có cảm giác đẹp ở đây. Tại đây nào. Lấp ló đấy là cái gì. Cỡ bạn thì mình thuộc lòng cái bài của bạn rồi. Kiểu gì cũng lấp ló và lao ra như một vị thần. Thấy rồi, nó lao ra rồi. Trời ơi, bắn, bắn thôi. Đứng đây là mút kêu chùa. Bình tĩnh nào, mình sẽ cover cho bạn. Yên tâm. Ơ, cái quái gì nhở? Mình mới. Vâng, mình phải qua trận khác đây. Dạo này thì mình cũng không cố tình là cắt ghép clip nhiều. Nhưng khổ nỗi là bây giờ chơi một trận không xong à, hết thằng chủ ạc vào phá thì cái máy nó đít ra. Không thể hiểu được. Đôi khi máy mình tận 4GB mà không hiểu tại sao nó đít ra. Chơi thì rất là mượt chứ không phải là lag đâu. Ảo loi. Rồi thôi xong rồi. Bắt đầu thùng hàng lại tan vỡ. Thôi xong cũng rồi. Cũng rồi. cái quang cảnh cực kỳ thảm thương. Chúng ta thật là khổ cho những thanh niên đang trên thủ hạ. Bây giờ thì phải gia nhập team Zumbai và... Ui, cái đinh mời. Hết cả hồn. Không tin được. Thanh niên y tá đứng móc lốp. Bạn ơi, bạn thích thì mình sẽ đứng ra cho bạn cả. Chứ không cần phải làm như thế. Mất hình ảnh của một con y tá. Bạn hiểu không? Trong khi bạn là con người... bạn là một người đang cầm y tá với vẻ mặt cực kỳ là hổ báo. Đấy, lại đi chơi móc lốp. Người ta sẽ nghĩ xấu về bạn. Thôi xong rồi. Hai con này mệt. Mình có gây thù gây oán gì với nó đâu. Mà nó nhìn thấy mình trong cái lúc mà mình đang đứng quay tay trên cái hòn đá ở bên kia. Thì em quay tay trên đèo ngang thôi. Các bác này cứ thích xua đuổi người khác thôi nhở. Bước đến đèo ngang bóng xế tà. Đứng chờ 5 phút. Bố em ra. Mà bố em éo ra hai con y tá ra. Úi dồi, y tá với lại cương thi. Bắt đầu nó dồn vào mình và con đường chết thì mình phải biến thôi anh em ạ. Đấy. Bố nó không ra gặp đúng hai con. Hai con này thật vờ lờ. Đối xử với người ta quá đáng. Úi dồi, kinh chứ nhở. Cái phòng này được mùa móc lốp. Được mùa rồi. Trâu ấy. Bọn này trâu ấy nhở. Trâu ấy thế nhở. Không biết là tơ đâu rồi. Mà để bọn này nó thòi thóp thế này. Này thì úi dồi, chưa chết này. Sao bọn này toàn màu trâu nhở. Chế độ dùng 3v4 mà trâu vãi cả nồi. Trâu như một con bò. Lại đây. Bố lại sợ mày quá. Bố mày lại sợ mày quá. Úi dồi, thôi sống. Thôi sống. Mỗi thằng mỗi phát. Nó cho mình đi luôn. Mình cứ tưởng là mình cân tim. Thôi, mình bớt ảo tưởng sức mạnh lại. Không lại anh em lại cứ nghĩ mình là thanh niên ngồi ở nhà ảo tưởng sức mạnh. Chết. Tuy nhiên còn 9.200 máu. Mệnh đứng tẩm du như đúng rồi. Ta thế còn chơi hero down. Tẩm du thì bạn nên cầm hero súng nhá.
đứng một chỗ cầm hero down thì chả nhẽ há miệng chờ sung. Mà pha đấy cũng gần hết giờ rồi, tao cũng sợ. Mà sợ cái gì nhỉ, còn gần phun máu, sợ trời đất. Những người thẩm du thì nó phải gọi là mộc rễ rồi, nó đen đấy nhở, suốt ngày toàn làm giữa bay. Trời ơi, 55 siêu nhân, úi dồi, nhìn liếc mình thật nhanh và nằm xuống cũng rất là nhanh luôn đấy. Ai bảo bạn liếc mình làm gì, trong tầm ngắm. Ơ à, đùa, sao có người phía sau ấy. Tơ lâu rồi, mình cần sự đùm bọc của anh Tơ. Sự đùm bọc và trẻ trơ, và anh Tơ đang làm gì đấy không biết rồi. Đến thế. Cầu mong là, cầu mong sau này làm Zumbai thì nó fit lại là, làm người thì nó sẽ fit lại là thấy được Tơ. Chứ Tơ dễ bị Tơ mốc lốp lắm. Chơi mà kiểu người ta thấy mình không thấy người ta thì chơi làm sao. Chơi như thế thì quá ấy rồi. Đây có phải CFPC đâu. Mà mùi PC, mùi của Tơ thì nó đã fit rồi. Không thể nghe được mùi của nó nữa. Không biết là dạo này nó lâu rồi mình chưa thấy cái chế độ Zumbai Kishin nhá. Này đi, lách đi đâu. Trời, thằng nấu cao mà hay nhanh nhá nhở. Zumbai Kishin thì mình đã thấy nó bỏ đi từ cái hồi mà bên CF China, mà từ cái lúc mà CF chưa về Việt Nam. Thì từ cái lúc đấy mình cứ tưởng là nó sẽ ra Zumbai nâng cấp. Ui, bọn này chém ghê nhở. Nhưng không ngờ là đợi mãi và cũng không thấy cái chế độ đó đâu. Và sắp tới thì VNG sẽ ra lại cái chế độ đó, nên mong là nó sẽ không bỏ đi. Cái định mệnh toàn bỏ đi thế này, thắm thế hả rời. Nó ra xong là nó lại bỏ đi, nó không cho anh em mình chơi. Không hiểu là nó đang tính cái gì. Mình cứ nghĩ là nó sẽ thu hồi và nó sẽ fix lại rồi cho nâng cấp lên như PC. Đấy, kiểu như Zumbai nâng cấp ấy. Nhưng càng đợi thì càng nát. Úi dồi. Tự nhiên đứng ngay cái chỗ rớt, bảo làm sao không rớt được. Khẩu này thì thay đạn cũng rất là nhanh, tại vì shotgun mà cứ thay một cục và đút ra và đút vào như thế này thì đơn giản lắm, bắn nó rất là phê. Tuy là khẩu shotgun nhưng mình cứ cảm giác là bắn như khẩu M4. Đó là cái cảm giác thôi, chứ nó phụt ra là shotgun mà. Đấy, cứ từ xa như này là ok rồi. Mình shotgun thì mình chỉ quan tâm việc thay đạn thôi, chứ còn là mạnh hay không thì nó cũng mạnh phết. Cứ tầm hơn 3.000 dam là ok rồi. Chứ shotgun mà các bạn cứ dí vào đầu là hết sọt, dễ chết á. Đấy. Chứ cũng không quan tâm là nó là M4 hay gì. Đấy, cứ tầm dam mà to, thay đạn nhanh như này là bá thôi. Rất tiếc là mình không biết về cái tên cái khẩu này thôi. Úi dồi ôi, thanh niên Tơ có thấy cái mặt mình. Em té đây. Mặt đẹp dai thì phải té, chứ không thì nó ấy loanh quanh. Úi dồi, lại hiếp mình. Úi dồi, thôi xong rồi. Đến thế này, cho mình sẽ kết thúc clip tại đây thôi. Các bạn xem thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhá. Còn đi kết thúc bây giờ không ta. Này thì thể hiện này. Úi dồi.